Rồi, kết thúc một hành trình khám phá 2 ngày 1 đêm ở đâu? 3 ngày 2 đêm ở Quy Nhơn. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ đi xe điện về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Anh tôi. Không phải lên trên. Có hai cái luôn. Ừ, qua cả đội ngồi đây có thấy em đâu. Nho ngồi bên này nguyên vàng nữa. Rồi, chúng tôi đã về nơi nghỉ ngơi để tận hưởng không khí về đêm. Ở bên kia là Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang và các anh em cầu thủ đang đi mua đồ ăn tối. Mada. Hello cả nhà, sáng ngày hôm nay thì mình cùng với các thành viên trong đoàn sẽ đi Kỳ Co, Eo Gió để nghỉ ngơi và tắm biển. Ôi, đây là mấy anh em bên Hành Gia Lai bây giờ sẽ đi ăn sáng và cà phê. Sáng rồi. À, quên ăn sáng rồi. Sáng nay thì phía khu vực đường Xuân Diệu này thì đường xá rất là vắng vẻ cả nhà. Mình có thể đứng ở giữa đường mà không phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Đằng xa kia là chiếc xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ở đây là khu vực hải cảng. Còn tuốt đằng kia là khu vực gần ráng Tiên Sa, rất là đẹp. Các anh em bên Hoàng Anh Gia Lai thì bây giờ sẽ lên xe điện để đi uống cà phê với nhau. Còn đoàn của mình thì sẽ đi Kỳ Co Eo Gió. Chụp với Tuấn Anh chưa? Tuấn Anh trong kia. Rồi còn có Bảo Toàn, người gác cửa vĩ đại nữa. Không biết nó chụp toàn chưa? Ủa? À, bạn chụp dạ. Bạn chụp với anh thì bạn lấy cái bộ bốn sao. Rồi, có style clip chụp là đúng điệu luôn. Rồi lên đường thôi anh em ơi. Trễ rồi đó. Mình ra bến xe. Ôi em. Rồi, chúng tôi đã tới Kỳ Co. Và bây giờ sẽ chuẩn bị đi Eo Gió. Nhà hàng gia đình và những người bạn. Nơi mà đoàn của chúng tôi sẽ chuẩn bị gặp lại bạn Thơ, một thành viên của tour du lịch thứ hai. Đã từng đi Gia Lai vào tháng 8 năm ngoái và đã đi hái sầu riêng. Hello em, tôi trời ơi lâu lắm mới gặp. Giới thiệu cả nhà, đây là bạn Thơ, thành viên của tour du lịch trước đây. Bây giờ thì Thơ sẽ là người hôm nay đưa đoàn đi Kỳ Co Eo Gió. Chào mọi người đến với Nhân Lý. Đó, nhìn bạn Thơ là rất là chuyên nghiệp luôn. Này là phải học hỏi Thơ. Đó, áo ngoài đường biết nữa nè. Còn đây là anh Phương, là làm du lịch ở ngoài Phú Quốc. Đó, coi như là toàn đồng nghiệp không luôn á. Chưa đi, chưa biết Quy Nhơn. Đi dạ. Rồi mới biết xa hơn Vũng Tàu. Xa hơn Vũng Tàu hả? Thì là chưa các bạn. Rồi, lên xe luôn à. Rồi, lên xe luôn à. Dạ rồi.
Đưa tới đâu mình ăn tối, ăn trưa ở đây luôn nha. Ừ, ăn trưa rồi. Ừ. Đấy, quên này cái nào ông ơi. Quên hoài nha. Quên, quên hoài. Đi vui mà, đi quá vui. Thôi, đi cái bóng à. Ở Sài Gòn. Đây vui mà. Hai chị. Ở Vũng Tàu mà, ở Vũng Tàu mà đi Quy Nhơn chơi hả? Trải nghiệm hả? Dạ, đi rồi mới biết xa hơn. Dạ. Sài Gòn đi Vũng Tàu đúng không? Chưa đi chưa biết kỳ co. Đi rồi mới biết nó to hơn kỳ quà. Được, được. Bây giờ mình mới biết là có thêm nhà thơ Nguyễn Hiền Kim nữa, Kiến Hiền nữa. Ngày hôm qua là đoàn mới đi bảo tàng Quang Trung. Và cái điểm mà thấy khác biệt lớn nhất của rất là nhiều bảo tàng mà anh đã đi, đó là bảo tàng Quang Trung là vũ khí rất là nhiều, chiếm phải 2/3. Vì cho thấy là đất võ mà, và đúng là liên quan rất là nhiều đến Quang Trung. Ừ. Cầm roi đi quyền, còn đây cầm roi đánh chồng là thấy căng rồi đó. Lúc nãy chị trong chủ nhà hàng có dặn là mình đi xuống là mình bỏ giày ra tại vì sợ ướt nha. Dạ đúng rồi. Ok rồi, bây giờ đoàn của mình cũng đã tới tàu rồi và sẽ chuẩn bị đi xuống tàu thôi. Và trên tay của mình là đôi giày của mình. Lý do là được dặn là để đi xuống tàu thì phải cởi giày ra để tránh bị ướt. Nên là tất cả anh em là đều quyết định là cởi giày. Wow. Nhìn tướng anh Hiền kìa mọi người. Đó. Đi và bỏ chân đất ra đi rất là hoành tráng luôn. Rồi mời cả nhà chúng ta lên tàu. Vậy thôi chứ trải nghiệm là quá quá tuyệt vời luôn. Ôi. À. Đó. Đúng rồi, mát quá. Em qua đoàn kia khoáng hả? Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Dạ rồi mời anh em mình lên tàu. Mình mà đi một đoàn là mình bao cái nô luôn nha. Dạ. Quá vui, quá vui, quá vui. Dễ dữ nữa. lên luôn, quá đỉnh luôn. Ngồi sâu ra đầm thứ hai nữa là đỡ văng nước. Rồi mặc áo phao theo quy định. Hợp lý. Đó, giờ thì sẽ khoác áo phao vô để mà chuẩn bị lên đường. Đẹp quá, đẹp quá, khung cảnh như này quá là tuyệt vời. Rồi get go, get go, cano lên đường. Dạ rất là vui khi gặp thêm các thành viên. Rồi mời chúng ta sẽ trải nghiệm. Anh chị này, anh chị này. Lên đường. Thank you.
là quay như phim. Đi cano không muốn đái nguồn. Sao mà tự nhiên nước Mỹ đang nóng mà chất nữa ngồi nước mới đã. Dạ thôi không có vụ, không có vụ em. Rồi cảm giác mạnh rồi phải chơi cho đó chứ không, cảm giác mạnh đã thiệt. Trời ơi những cái góc khuất như thế này chụp hình quá chiêu luôn. Tao sẽ tắt được. Thôi tóm tay đó, tóm tay vô biển là như thế này luôn á. Một trải nghiệm cảm giác thiệt là đã luôn. Một hành trình không thể nào thiếu những người bạn. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Bước nha, con nhảy nha mọi người, bước nha. Bữa nay lát họ đi lại chiếc này hả? Dạ, có lẽ là chiếc khác, tùy à. À, tí về lại đây. Vậy mình để giày ở đây cũng được. Dạ rồi. Bước thôi nha, bước thôi, không có nhảy nha. Bước thôi, dạ. Đó, bước nhẹ nhàng thôi. Bước thôi anh Hiền, bước nhẹ nhàng xuống. Bước thôi, bước thôi. Đâu lên đây. Đi đâu được, đi bên kia dễ hơn. Phụ nữ đi đây hả? Đồ sắp ở lên xe. Rồi, mình di chuyển lên trên luôn. Ok. Nước mát quá. Rồi nữa là cái chỗ nào mà nó dằn là biết luôn đó. Nhiều lúc đi cano còn hơn đu xe công thức 1 nữa. Ờ. Này đuôi nè. Nước một cái mà nghe hết cano luôn. Này đuôi cano nè. Không mà tàu này nãy chạy nhanh giật ha, đã cái cảm giác sướng. Chơi giống như chơi đi, giống như đi bắt cướp. Giờ mình tập trung ở đâu em? À, mình lên trời lớn đi ạ. À. Lên trời lớn à. Anh để đâu ở đây? Dạ. Cướp súng lắm, đã lắm. Mới đầu cũng khớp ấy. Mới đầu nghe cũng teo quá. Không mà càng ngồi càng phê. Nhưng mà mẹ vợ em mà leo lên này là không được rồi đó. Dạ. Mình đi theo thơ luôn mà. Đi sang bên kia nó có chữ kia rồi. Oh.
hôm qua là mình đi ghe trong đầm. Cho nên là chưa có cảm giác gì hết á. Còn hôm nay mới gọi là định. Bữa nay mới gọi là cặp. Đây là bàn của các thành viên trong đoàn. Yeah. Mình về nhà hàng mình thay đồ cũng được, quý chị không cần phải thay đồ ở đây để mất thời gian. Có thể nói là mình cùng với các thành viên trong đoàn du lịch ngoài đường Pit thì đã được trải nghiệm một cái không gian rất là tuyệt vời ở Kỳ Co Eo Gió, và hy vọng rằng là trong những cái tour tới đây khi mà đoàn du lịch đến với Quy Nhơn, Bình Định thì tất cả mọi người cũng sẽ được tận hưởng, được trải nghiệm những cái cảm giác thú vị như là đi tàu từ bến ra tới Kỳ Co, được tắm biển hay là được thả hồn vào những cái khung cảnh đẹp như thế này. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho vlog ngoài đường Pit. Xin cảm ơn cả nhà. Tắm biển cảm giác rất là đã cả nhà. Nên là rất là dơ đúng không? Giờ làm sạch đẹp hết rồi. Ở đó bơi đây, cá bơi xung quanh mình đó này. Đó, bây giờ thì ngoài đường Pit sẽ thử đi vào trong chỗ này. Ô, cảm giác chân nè. Đã lắm cả nhà. Dạ, ô, đứng ở đây nó lúng luôn á. Hay ghê. Ôi, nước không hề thấp chút nào, tới quần luôn rồi. Đi vào mới thấy là đó, mấy anh này sống ảo là đúng điệu luôn. Hơi bị là đỉnh luôn. Quá là nghệ thuật. Và sẽ ăn trưa. Rất là cảm ơn bạn Thơm đã cho cả đoàn được một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Sau khi mà trải nghiệm xong Kỳ Co thì bây giờ đoàn của mình sẽ đi ăn trưa. Không mua nổi. Rồi, đây là bữa trưa của chúng tôi. Ok anh hãy. Ốc này là ốc gì? Gọi là ốc gì? Ốc vú nàng. Ốc vú nàng hả? Trời ơi. Ngại ngùng luôn. Ở gì đâu không? Ở đây có nhiều loại ốc. Gọi là trinh nữ nữa. Anh hiểu gì? Xin chào cả nhà. Như vậy là cũng sau hơn nửa năm thì mình đã quay trở lại với Gần Ráng Tiên Sa. Ngày hôm nay thì Thơ sẽ là người giới thiệu cho bọn mình về mộ nhà thơ Hàng Mạc Tử. Rồi, mình đi hướng này là lên mộ của Hàng Mạc Tử. Dạ. Rồi, phía bên đây là đội để chỗ mà bút lửa Dụ Kha, trong những cái người mà lưu giữ lại hồn của thơ Hàng Mạc Tử. Xíu nữa mình sẽ ra quay. Anh Huy à? Trong 30 mét 30 mét.
cải táng, được cải táng lại. Chứ không phải là cái cải táng lại thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nó là cái mộ gốc rồi, là mộ gốc là nằm phía bên Đại Phong Quy Hòa. À. Dạ. Nhưng mà cũng gia đình để đó luôn thì đem về luôn rồi. Bên đó vẫn còn cái mộ, cái đất mộ. Ở đây là chỗ này là chỗ ẩn à. Ở đây không ai đâu. Thỏa lòng đổi chót cuộc chơi, chỉ mong tìm lấy một đời thường thôi. Tí nữa lên là cái đời tôi chưa xem ra gì nữa là danh vọng. Cái này của ai đây? Của bên Bút Lửa Hữu Kha. Người giữ lửa thao hàng ở khu gần ráng này. Bút Lửa Rũ Kha. Tại sao? Bút Lửa lên anh là người viết. Anh đi Đà Lạt lần nào chưa? Chưa. Anh viết bằng cây lửa điện trên rũ. Cái ông này hả? Dạ, bác nói những thêm ví dụ thêm sản phẩm. Đồi Thi Nhân gần ráng Quy Nhơn, nơi gặp gỡ du khách yêu thơ Hàn Mặc Tử và Bút Lửa Rũ Kha. Sách là chú viết. Tôi là viết cái bản 20 rồi. Dạ. Cái là hành án hàng lịch sử. Rồi năm người tình hồi trẻ. Tôi đi gặp từng người để làm cuốn tư liệu này. Dạ. Mỗi năm người khai lại vào thăm ông Cầm. Để mình xin những tài liệu. Dạ. Gặp Mai Đình, gặp Hương Hương này đã hết. À. Để vào Đại Phong. Mất trong cái thành phố của 28 rồi trong cái vua hòa. Dạ. 19 năm cả đáng người mình đáng. Dạ. Còn học bà có mấy trường nào thì ở đây có hết. À. Không có tư liệu nữa. Để học bà qua một xây không? Dạ. Tôi đẹp hai vị thế đặc biệt nhé. Nếu rất nguyên nhân mà không biết hai vị thế này rất quý. Đặc biệt làm được xui rồi được rồi. Một tài nên tất cả nhà thơ Việt Nam không ai làm được. Đặc giá là ví dụ như bà Tự Sơn kia. Hoa từ người gọi cửa lòng hương, lại cảnh buồn thêm người bóng phương. Hai thiết liễu yên hồ gợn bóng, những hờ mai còn gió đưa hương. Sang người những cánh tình lai láng, bánh bạn ngâm thơ rượu bé bà. Qua lại ý ngàn lâu ủ lá, ngoài đàn sẵn cái ghé bên trường. Tai của hàng đứa là làm ngược lại. Tường bên với cái sảnh đàn hòa, lá ủ gom ngàn diễn đại qua. Bàn bẻ rượu thơ ngâm bàn vắng, lan ngay tình thành giữa người xa. Hương đi do phong mai hờ hững, bóng dựng một yên rượu thiết tha. Ừ. Vương vắng nữa thêm buồn cảnh lạ, vương lầm cửa rồi. Ồ, đây là bài thơ đọc ngược. Đây rồi, hai bài là bài đi, cửa xuống kia bài đi phiền. Dạ. Bèo trôi nước kiệu sóng mênh mông, ở mặt bờ xa bóng liễu trong. Chèo vẫn qua vờ cô hải, phía bờ tàn nơi vật không không. Theo làn mùi sáng mây mờ mịt, họa đã thăm reo trống não nồng, neo thả biết đâu nơi lần trước, bèo trôi nước dần sóng mông. Và cái tài của thằng đấy là ngược lại. Mong mênh sóng dần nước trôi bèo, trước định nơi đâu biết thả neo, nằm nào trống reo ra vết họa, mịt mờ mây sẽ một lần theo. Không không phải nó chàng bền trí, hại vô vừa qua cái cửa chèo, trong người bóng xa bình vỡ, mong mênh sóng dần nước trôi bèo. Dạ, trời ơi, hai bài thơ, đọc tới đọc lui đều được. Rồi. Em vào trang mới nhiều lâu hay lắm, bây giờ thích bài thế nào đó chọn khách anh đem ra dụ ra các ngày tháng. Dạ dạ. Đây cũng là một món quà rất là tuyệt vời và có giá trị rất là lớn. Con à, khắc bằng lửa. À, vẽ bằng lửa, cái bút này tôi chết tại đã 41 năm rồi. Dạ. Bá kiến này còn 331 ngày khác. À. Wow. Tuyệt vời. Trời ơi, cái bút bỏ lại. Rồi, cái da xếp lại dạ. Bỏ ly nó gọn ha. Dạ, dạ. Bởi vậy lãng mạn quá anh Hiền. Quá lãng mạn. Quá lãng mạn. Anh Hiền là số 1. Rồi. Em chỉ mày. Em chỉ biết của mình anh nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các nàng thơ qua cuộc đời hàng mạc tử, Kim Cúc, Thương Thương, Mộng Cầm, Ngọc Sương, Mai Đình, Bút Lửa Dũ Kha. Tuyệt vời. Trong này đâu á, cái này được phát ra ngày 20 rồi. Dạ. Ở đây là vườn thơ. Hôm bữa khi mà mình lên đây thì mình chưa đi khám phá khu vực này, mà mình đi thẳng xuống dưới khu vực Tiên Sa. Đây, đó là lý do mà nhà thơ Hàng Mặc Tử được xem là người giàu nhất Việt Nam. Ai mua chăn thì tôi bán chăn cho. Vâng. Ông đã kịp phân lô bán nền ở Mặt Trăng. Đây nói vui thôi nha cả nhà, đừng trách vlog mà đừng pít ạ. Có thể nói là những bài thơ của nhà thơ Hàng Mặc Tử để lại rất nhiều cảm xúc cho rất nhiều thế hệ. Và đến bây giờ thì chắc chắn là vẫn còn rất nhiều người yêu mến thơ của ông. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Đời thi nhân gần ráng Quy Nhơn. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lá lơi. Những bài thơ không có lời nào để tả xiết được đúng không ạ nha. Đây, khu vực rất là đẹp. Một bên là biển và một bên là núi. Và khu vực kia là khu vực check-in rất là quen thuộc với rất là nhiều bạn trẻ. Những hòn đá giống như là hình trứng khủng long, rất là tròn, rất là đẹp. Bữa anh thấy ở kia còn có cả câu cá nữa. Có mấy anh ra cái mỏm ngoài kia câu. Ủa, kia đang giăng lưới mà đúng không? Lưới kìa. À, nuôi nghêu quá hả? Cái view này quá đẹp luôn, ngắm nhìn thành phố từ xa. Quá đẹp. Đây là huyện gì anh? Cát. Phù Cát. Cát Cát Thanh. Dạ. Tới rồi. Trời, chúng tôi đã tới nơi. Cảm ơn bác Tài. Cảm ơn anh Đại rất nhiều. Cuối cùng thì cũng đã tới sân bay Phù Cát để chuẩn bị đáp chuyến bay tạm biệt nhau trở về thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là mỗi người một hướng khác nhau. Anh Phương thì về Phú Quốc, anh Hiền thì về Đồng Nai, anh Vạn đi về Bình Dương. Là sao? Bây giờ là tạm biệt nhau. Sẽ gặp mấy anh ở Gia Lai. Cảm ơn anh Vạn. À, cảm ơn anh Đại. Dạ nhé. Dạ, bye bye anh. Thường lộ bình an nha anh. Dạ. Anh Đại bây giờ là sẽ di chuyển về lại Pleiku. Bây giờ về đâu? Em về quận 7 thôi. Anh Hiền thì đi về Đồng Nai, Biên Hòa. Anh Phương là cũng về thành phố luôn hả? Dạ, anh về thành phố Biên Hòa. Còn anh Phương thì bay tiếp về Phú Quốc. Hả? Là giờ nó bay thẳng về Phú Quốc luôn. Dạ. Còn mình là bay về phố. Dạ. Cuối cùng thì các thành viên trong đoàn du lịch Ngoài Đường Pít cũng đã hoàn tất một chuyến đi có thể nói là có rất là nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những hành trình tiếp theo, bắt đầu từ đầu tháng 4 tới đây tại Hà Nội, Ninh Bình, rồi đến Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.
du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ cool, đổi quà cực cool. Sẵn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu cool. Sang được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Sang thẻ cool ngay thôi các bạn ơi.